tên tôi là mai và tôi đã phải vật lộn với vấn đề cân nặng từ rất lâu rồi thừa cân đã là một nguồn đau đớn và thất vọng liên tục trong cuộc sống của tôi hàng ngày tôi phải đối mặt với những bình luận chê bai chê bai về ngoại hình của mình những lời đó chỉ càng làm tôi thêm buồn và bất an trong nhiều năm tôi đã thử vô số phương pháp giảm cân với nỗ lực giảm thêm vài cân tôi đã uống mọi loại thuốc giảm cân mà tôi có thể tìm thấy trên mạng và thử giảm lượng calo tiêu cực. Nhưng điều duy nhất mà tôi chưa bao giờ làm là tập thể dục. Tôi luôn quá lười biếng để làm điều đó, và vì vậy tôi đã dựa vào các phương pháp khác để cố gắng giảm cân. Nhưng thật không may, những phương pháp này không hiệu quả với tôi. Nhiều nhất tôi chỉ giảm được một ký trong tháng đầu tiên, và sau đó 3 tháng tôi tăng trở lại 5 ký chu kỳ giảm và tăng cân này là một trải nghiệm khó chịu và đau đớn đối với tôi mãi cho đến gần đây tôi mới nhận ra mấu chốt trong hành trình giảm cân của mình tôi cần tập thể dục đều đặn mỗi ngày tôi bắt đầu đưa thói quen ăn uống lành mạnh vào thói quen hàng ngày với nhiều rau xanh và không đồ uống có đường và quan trọng nhất tôi bắt đầu tập suy nghĩ tích cực và hạn chế mức độ căng thẳng của mình cách tiếp cận mới này đã thay đổi mọi thứ đối với tôi Cuối cùng tôi đã có thể giảm cân và trở nên xinh đẹp hơn. Bây giờ tôi có thể tự tin bước vào một cửa hàng và mua quần áo size S, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể xảy ra sau bao nhiêu năm chỉ dám đặt size L. Cái cảm giác đặt hàng shop mình thích mà họ chỉ bán đến size M, cảm giác này chắc tôi sẽ không quên được. Sự thay đổi trong cơ thể tôi thật đáng kinh ngạc, nhưng sự thay đổi trong tâm trí tôi thậm chí còn sâu sắc hơn tôi cảm thấy tự tin và tự tin hơn bao giờ hết và trên hết tôi không còn cảm thấy cần phải trốn tránh thế giới nữa tôi không còn xấu hổ về cơ thể của mình và tôi sẵn sàng đón nhận cuộc sống một cách trọn vẹn nhất nhìn lại tôi ước mình đã bắt đầu cuộc hành trình này sớm hơn nhưng tôi rất biết ơn về những bài học tôi đã học được và con người mà tôi đã trở thành tôi rất hào hứng muốn xem con đường mới này sẽ đưa tôi đến đâu và tôi biết rằng với sự cống hiến và kiên trì mới tìm thấy của mình mọi thứ đều có thể